Sau đây chúng tôi hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể lập các cái chứng từ liên quan đến ngân hàng. Đầu tiên chúng ta ở cái màn hình chính chúng ta cứ kích vào cái biểu tượng ngân hàng. Đầu tiên chúng ta sẽ lập cho giấy báo có, tức là thu của ngân hàng. Chúng ta thấy là ở trong này đã có sẵn một số các cái loại chứng từ chúng tôi đã lập sẵn. Chúng ta thêm mới một cái chứng từ. Ở đây các bạn lưu ý là khi chúng ta lập cái chứng từ ngân hàng ấy, thì cái quan trọng ở trong cái chứng từ này chính là các cái đối tượng công nợ. Ví dụ như ở đây có một cái khoản đối tượng là công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hà, thì các bạn thấy là đối với ngân hàng thì rõ ràng là chúng ta phải biết là chuyển về cái tài khoản nào ngân hàng. Ở đây bắt buộc chúng ta phải chọn tài khoản ngân hàng. Ở đây chúng ta ghi nội dung là thanh toán tiền hàng, ngày ghi sổ, ngày chứng từ. Chúng ta enter đến cái ô hạch toán, chúng ta có thể thấy là tài khoản nợ đã để sẵn là 1121. Ở đây chúng ta chọn tài khoản có là 131. Ví dụ khách hàng chuyển tiền cho chúng ta là 50 triệu, cái đối tượng này nó mặc nhiên nó lấy từ phía trên, chúng ta có thể thay đổi. Sau khi lập xong cái màn hình cái chứng từ phiếu thu ngân hàng, chúng ta thực hiện việc lưu chứng từ. Thế thì ở đây chúng ta cũng có thể có nhiều cách để có thể in. Ví dụ như ở đây in thì chúng ta thấy là trong các cái trường hợp này chúng ta chọn chứng từ để in, ví dụ là giấy báo có. Thì mặc dù ở đây là cái mẫu của giấy báo có thì chúng tôi thiết kế theo cái cách để các bạn lưu chứng từ, nhưng trên thực tế thì các bạn lấy đúng cái chứng từ của ngân hàng để các bạn làm chứng từ gốc cho cái giấy báo có này. Chúng ta đã thực hiện xong cái việc nhập cái phiếu giấy báo có của ngân hàng.